Hùng Dũng đã trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn nửa năm vắng bóng vì chấn thương gãy chân. Trước đây, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội từng là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chính vì vậy, trong lần trở lại này, nhiều người kỳ vọng Hùng Dũng sẽ lấy lại phong độ cao nhất để giúp cho Đoàn Quán Sao Vàng bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup. Đương nhiên, khi Hùng Dũng trở lại thì một người trong đội hình xuất phát trong thời gian gần đây sẽ phải trở thành kép phụ. Nhiều khả năng Tuấn Anh là người có thể bị đưa lên băng ghế dự bị. 4/5 trận đấu ở giai đoạn đầu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trong năm 2019. Tuấn Anh cùng với Hồng Dũng tạo nên tuyến giữa cứng cáp của đội tuyển Việt Nam. Nhưng khi trở lại với vòng loại World Cup năm 2021, cũng là khi không có Hồng Dũng, Tuấn Anh bắt đầu khiến cho người hâm mộ thấy lo lắng. Tiền vệ của Hoàng Gia Lai liên tục gặp vấn đề về sức khỏe, dẫn đến không đảm bảo thể lực và chỉ chơi đâu đó trung bình hơn 50 phút mỗi trận. Khán giả sẽ thường thấy tiền vệ sinh năm 1995 được huấn luyện viên Park rút ra sau 45 phút hiệp 1 hoặc khoảng thời gian đầu hiệp 2. Trong khi đó, Hùng Dũng vắng mặt, Hoàng Đức đã thử sức và tiến bộ vượt bậc, chiếm luôn một suất đá chính bên cạnh Tuấn Anh. Chính vì vậy, cuộc cạnh tranh cho vị trí chính thức ở tuyến giữa sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi tuyển Việt Nam ra quân tại AFF Cup. Ông Park ưa thích sử dụng sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3. Trong đó, Quang Hải nhiều khả năng sẽ lấy một suất ở vị trí tiền vệ công hoặc tiền đạo cánh. Còn ở vị trí tiền vệ trung tâm, vị huấn luyện viên Hàn Quốc sẽ phải đưa ra sự lựa chọn. Nếu Tuấn Anh chưa thể đạt được thể trạng phong độ tốt nhất, anh khó có thể cạnh tranh với Hùng Dũng và Hoàng Đức, bởi tiền vệ trung tâm đòi hỏi sự ổn định lớn. Tuy nhiên, nếu Tuấn Anh đạt được phong độ cao nhất, huấn luyện viên Park sẽ trải qua một cơn đau đầu dễ chịu mỗi khi chọn đội hình ra sân. Có thể, khi Hùng Dũng trở lại, sẽ chưa được huấn luyện viên Park sử dụng vội vàng. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội cần thời gian để thích nghi từ từ với thi đấu cường độ cao. Chính vì vậy, cơ hội sẽ được chia đều cho cả Tuấn Anh, Hùng Dũng và Hoàng Đức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.